À, tình cờ mình lên trên mạng mình thấy cái cánh cửa này cũng khá khá thú vị. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta vẽ cái cánh cửa này. Đầu tiên thì mình sẽ đưa bức hình này vào trong Photoshop nhé. Sau đó mình sử dụng công cụ để mình cắt bức hình này từ phối cảnh chuyển sang 2D. Mình cách như sau. Chúng ta vào kích bình chuẩn vào đây này. Chúng ta vào công cụ Photoshop Tip Crop Tool. Sau đó bạn kích chuẩn cho mình một điểm vào đây. Đó, một điểm đến đây. Sau đó mình sẽ đưa cái điểm này vào chính cái điểm đối tượng này. Và đối tượng này chúng ta sẽ đưa sang đây. Bạn lưu ý bạn dùng cái đường giống này để chúng ta nhìn đối tượng nhé. Tiếp tục cái điểm này mình cũng đưa vào bạn. Và điểm này chúng ta sẽ đưa sang. Do đối tượng này chúng ta bị cắt đứt đúng không? Bị thiếu. Chúng ta làm cách nào để chúng ta làm cho nó chính xác? Đầu tiên chúng ta phải lưu ý một điều như thế này. Cái đường này chúng ta cứ đưa vào chính giữa đối tượng và đứng đi. Sau đó cái đường này bạn thấy nó nằm ở trên địa vị trí này của đối tượng này. Thì mình cũng kéo cái đường này làm sao cho hai đối tượng này nó cùng với đường phối cảnh này. Nếu nó cùng phối cảnh ấy thì sau này dựng lên nó sẽ chính xác. Vậy là như thế này mình thấy là tương đối là ổn rồi. Sau đó chúng ta sẽ bấm phím Enter. Được bức hình này rồi ấy, rồi chúng ta sẽ giả định nhé, cái cửa này sẽ rộng là 900 và chiều cao khoảng độ 21-50 gì đó. Chúng tạo cho mình một cái tờ giấy mới bằng chức năng File New. Ở đây bạn chuyển đổi sang millimeter cho mình. Bạn sẽ nhập thông số cho mình ở đây là 900 và chiều cao là 2150 là nghị. Ok, sang bên này các bạn bấm cho mình phím Ctrl A để chọn tất cả, Ctrl C để copy. Sang bên này các bạn bấm phím Ctrl V để dán đối tượng vào, chọn đối tượng và di chuyển. Sau đó bấm phím Ctrl T để co kéo đối tượng, giữ đi phím Shift cầm đối tượng kéo đi. Enter. Mình thấy đối tượng từ trên đến dưới này cũng chắc cũng tương đồng nhau rồi đó. Sau đó chúng ta sẽ lưu bức hình này lại nhé. File Save As. Mình đưa ra desktop đi. Mình đặt tên cho nó là JPEG đi. Ok, mình xếp lại. Ok. Sau đó mình tắt cái bức hình này đi. Sau đó chúng ta sẽ vào Word. Chúng ta dùng chức năng Insert. Vào chức năng Picture. Bạn chọn ra Desktop. Chọn bức hình vừa nãy là tại Insert. Bạn kích chuột lại nhé. Bấm phím Ctrl C để copy đối tượng. Chúng ta sẽ vào AutoCAD. Ở đây mình đã làm rồi, mình đưa cái đối tượng này vào cho chúng ta xem. Chúng ta sẽ bấm phím Ctrl V dán bức hình này vào. Ok. À, tại sao mình lại phải đưa vào Word? Phải đưa vào Word để chúng ta lưu bức ảnh này, nó sẽ không mất đường dẫn. File kết này chúng ta lưu, chúng ta gửi đi cho người khác ấy, thì không cần phải copy bức ảnh đi theo. Mà vậy mình đừng like. Đúng trước là 900. Sau đó chúng ta dùng lệnh AL để nó đưa vào. AL Enter. Và cái điểm này đưa vào đây. Và điểm này đưa vào đây. Enter. Nó nổi lên cái bảng này chúng ta đồng ý nhé. Thì thu đối tượng lại thành 900. Sau khi được đường 900 này rồi, chúng ta sẽ vẽ như mình một đường rỗng để chúng ta dò. X là Enter. Kích một điểm vào đây này. Cái điểm thứ hai thường đối tượng này đúng là thường nó chuẩn, nó khoảng độ xoay khoảng 45 độ. Yeah, 45 độ. Kích tương đối cho mình thôi. Sau đó chúng ta dùng lệnh MI nhé, kích vào đối tượng, bắt từ đây sang đây nào. Bây giờ chúng ta sẽ dò tiếp bằng lệnh
CO copy cũng được. CO enter. Cầm điểm chấm đây. Đấy, nó khoảng là 453 này. Thực ra vậy là chúng ta sẽ offset 153 đi. O enter 153 enter. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng một đường polyline để nó đồ lại đối tượng này. Sau khi được lệnh này rồi, chúng ta sẽ sử dụng lệnh finish. Chúng ta dùng lệnh F enter. Ở đây chúng ta muốn bao tròn thì chúng ta nhập thông số là R enter. Ở đây mình cũng căn khoảng độ tầm 25 đi. Mình sẽ bao tròn đối tượng này 25. Kích chuột đây và kích chuột đây. 25 được ạ. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng lệnh CO để mình dò khoảng cách từ đây sang đây. CO enter. Ở đây nó khoảng độ 50 nhỉ. Chờ cho mình đi. Chúng ta sẽ O offset O enter 50 enter. O enter 153 enter. Enter. Enter lần nữa 50. Enter enter 153 enter. Enter một lần nữa. Chúng ta sẽ làm là lại thành 50. Enter enter mình làm 153 một lần nữa. Mình đã nói rồi, do cái cánh cửa này là cánh cửa mình đồ lại nên nó sẽ không khớp được với cảnh đâu. Thì giờ mình cứ làm trước đi, sau đó ra tính tiếp để nó đỡ rối mắt thì chúng ta sẽ copy đối tượng này ra ngoài. Mình làm bên ngoài trước nha. CL copy ra ra để xóa đường này đi. Đây đối tượng này mình sẽ đổi nét đi xem là diễn làm. Đây mình cũng đưa về equal. Mình nhìn vào cái hình mẫu này mình làm nó dễ. Bây giờ ở đây mình... Bây giờ chúng ta chỉ được copy đối tượng này ra bên ngoài. CL. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3 và đây là hàng thứ tư cắt. 1, 2, 3, 4. Đây là hàng này cắt đúng không ạ? Cắt chúng ta sẽ vẽ một đường ngay chúng ta cắt được. Tí nữa chúng ta sẽ cắt cái đường này đi đúng không ạ? Đường này dư chúng ta xóa đi luôn. Rồi, đường này giờ nó xong rồi, chúng ta sẽ xóa đi để nó đỡ bị rối. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái cung này. Và các bạn sẽ vẽ cho mình một đường XL nhé. Cái điểm đây. Vào đây. Điểm thứ hai chúng ta thích vào đây. Bắt vào đây. Sau đó giờ chúng ta sẽ dò. Và chúng ta sẽ sang bên này, chúng ta sẽ vẽ một đường pudding line để mình dò. Và chúng ta sẽ gõ lệnh F enter R enter. Mọi gõ cho mình 120 thử xem.
Ok, 120 ổn ạ. Được chưa? Rồi sang bên này mình sẽ ép cái tự này đúng 120. Enter rồi Enter. Enter 120 rồi đúng không ạ? Cái điểm này và cái điểm này. Được đường này rồi, chúng ta sẽ sử dụng lệnh mirror. Rồi chúng ta sẽ chim đối tượng này luôn nhé. Enter Enter. Chim nó đi. Được đối tượng này rồi, chúng ta sẽ quét. Chúng ta mở y. Có phải hơi mỏng, nên trường hợp này thì mình sẽ làm 130 cho nó to này. Enter 130. Enter 135 đi. E đối tượng này đi và mở y lại. Ở đây đối tượng này dư này, đối tượng này dư này, E đi này. Bây giờ mình thực hiện lệnh trim đối tượng này đi. Trim những đường dư đi nhé. Và bạn đổi cho mình một cái nét khác. BL tạo được khép kín nhé. Tích cho nó tích vào đây này. Ở đây mình sẽ lấy đối tượng này để mình copy để mình làm đối tượng bên trên này. CL. Rồi, không được đối tượng này chúng ta sẽ xóa đối tượng vàng đi. MA. Lay. Show nhé. Xóa toàn bộ đối tượng vàng đi. Lay. Để on mình hiện này. Bây giờ mình thực hiện những chim nhé. Enter Enter. Rồi sau khi chim xong rồi thì mình lại muốn đổi cái nét này luôn. Ở y cột luôn mình dùng lệnh BO. Mình tích lại các đối tượng này một lần nữa. Rồi mình xóa cái đường đỏ này đi. MA, lấy lại cái nét này. Bây giờ mình xóa nét đỏ đi nhé. Bằng cách chúng ta sẽ ẩn đối tượng này đi bằng lệnh Lay. Lay off nhé. Tích đây này. Đồng ý. Xóa đối tượng này đi. Lay on cho này. Bây giờ đối tượng này chúng ta đã xong rồi đấy. Thì chúng ta chỉ cần việc chim đi thôi. Chúng ta vẽ một đường line bắt điểm ở đây. Tr Enter chim nó đi. Chọn đường này E đi. Xóa đi. Bây giờ đến phần khung cửa này, chúng ta sẽ bo lại khung cửa này trước. Offset để mình dò nhé. Alt Enter. Kích điểm này vào đây này. Bạn thấy nó được khoảng tầm 132 đúng không? Nếu bạn muốn 150 hoặc là 132 thì tùy các bạn. Được chưa? Trong trường hợp này mình sẽ lấy 130 thôi. Alt Enter 130. Đường này ấy, chúng ta sẽ đo tiếp, lại dò tiếp. Alt Enter để mình dò. Ở đây nó khoảng độ tầm 200. Thế là mình biết rồi đấy, mình copy đối tượng này. CO ra ngoài. Và mình sẽ offset đối tượng này 200.
Sau đó mình cầm niềm này mình kéo xuống. Cầm niềm này mình kéo xuống. Mình xóa được này đi. Bây giờ cái đường này ấy, chúng ta chỉ cần đưa vào trung điểm nó là xong. Nếu muốn lấy trung điểm thì chúng ta cũng có thể vẽ một đường line cho mình cũng được. Còn lấy đối tượng này là vẽ trung điểm vào đây. Đối tượng này ấy, bạn mở enter, bạn cầm điểm này này. Được chưa? Bạn đưa vào trung điểm của nó. Sau đó bạn cầm đối tượng này lại một lần nữa. Nó di chuyển nó vào đây. Vậy là mình đã làm xong cái phần này. Bây giờ bạn muốn làm đối tượng này nó thành một đường bo để sau này mình làm việc nó dễ dàng để mình tách đối tượng này nhé. Thì bạn đổi nét đi cho mình. Mình dùng lệnh do lại. Mình click vào đây. Enter. Sau đó mình chọn toàn bộ đối tượng mình đưa ra ngoài nhé. Co ra ngoài. Đó, đối tượng này chính là đối tượng gốc. Chọn đối tượng này dùng lệnh lay lay ISO. Đó, mình xóa đường này đi và xóa đường này đi. Lay on. Đặt lên trở lại. MA. Ở phía đây mình sẽ đây là có người dùng click riêng. Và phần này là phần cánh của chúng ta sẽ là cánh nguyên đi nhé. Còn đấy không có đường line lên đây nữa. Thì đây nó là cửa gỗ mà. Bây giờ mình sẽ copy đối tượng này thành một đối tượng nữa. Đối tượng này thì mình sẽ xóa cái này đi. Đến phần chi tiết của cái đường lần này thì mình thấy chi tiết này nó đang hơi nhỏ. Mình muốn nó to khoảng gấp đôi nha. Mình thì nó hơi nhỏ. Đây này có 14 thôi. Mình muốn nó khoảng độ gần gấp đôi, 30 nhé. Chúng ta sẽ vẽ cho mình một đường ellipse. Bạn vẽ mình một đường line trước đi. Bây giờ con số là 30 cho mình. Đấy, mình sẽ muốn lấy một đường từ 30 như này. Kích chuẩn và tâm nhé, đưa ra đây. Ở đối tượng này thì mình sẽ muốn nó khoảng tầm 8 thôi nhé. Sau đó chúng ta share copy. Ở đây chúng ta sẽ di chuyển. Chúng ta sau khi xong thì chúng ta sẽ sử dụng mình một đường line. Chúng ta dùng lệnh trim để mình trim. Tr. Cắt đường này đi và cắt đường này đi. Đây chính là chi tiết cửa của chúng ta. Đó, bây giờ chúng ta sẽ lấy một đường line giống qua. Là đến đây cho nó dễ nhé. Giống qua đây. Bắt điểm này lên trên này. Sau đó bạn copy đối tượng này xuống. Chọn là Enter. Copy là Enter tiếp. Rồi sau đó bạn vẽ một đường line từ đây qua đây. Đối tượng này chúng ta trim nó đi nhé. Đây là đoạn giờ. Chúng ta xóa đối tượng này đi. Đối tượng này chúng ta sẽ vẽ cho mình một đường line từ trên này xuống nữa. Đây chính là độ dày của cái cánh ấy. Phần chúng ta cắt CNC đi. Rồi sau đó chúng ta thực hiện lệnh trim nhé. Đây là đoạn giờ. Đây chính là cái phần chi tiết mà cắt của chúng ta. Sử dụng lệnh hack cho nó nhanh nhé. Ta bấm phím H Enter. Rồi chúng ta click vào đây này. Chúng ta chọn cho mình chức năng User Define. Để mình tùy chọn cài đặt nhé. Ở đây chúng ta chọn User luôn. Ở đây chúng ta muốn đối tượng này một đối tượng là 30 thì chúng ta nhập con số đây chính xác là 30 luôn. Bạn tích vào đây cho mình. Và bạn nhập con số Orion. Cái điểm bắt đầu chính là cái điểm góc này. Nói chung bên trên là được. Hai một trong hai cái này thì đều được. Bây giờ bạn tích vào đây. Thì đây cuối cùng nó sẽ không được 30 đâu.
Enter. Rồi bật x enter.